là ngày ta sẽ đánh mất tin yêu lòng người, là ngày ta sẽ thấy cô đơn. Để rồi khi ta chợt nhận ra ta đang lạc lối, giờ mình ta loay hoay không còn một ai quanh đây để nắm. Rồi ngày mai khi mình như chiếc lá cuốn theo gió bay về đâu, trên cõi này là ngày ta xa thật xa ánh mắt tiếng yêu thương xưa này còn đâu phương ấy. Rồi một khi ta nhận ra tiếc nuối với bao nhiêu thương ghen trong cõi lòng, cho ta bao nhiêu lời thứ tha. Rồi một khi ta nhận ra tiếc nuối với bao nhiêu hơn ghen trong cõi lòng, là ngày yêu thương chợt như hóa phép cho ta bao nhiêu lời thứ. Xin hỏi anh dùng gì ạ? Cứ chơi như cũ đi. Alo. Anh ơi, ông chủ. Sao mà anh? Ông chủ à? Anh, ông chủ. Anh ơi, anh có sao không vậy? Anh có sao không? Gọi xe cứu thương, nhanh lên. Em nói rồi, chị ăn đi, chị trả em cái bóp đi, để em con về. Hiếu Nghĩa, có chuyện gì vậy? Má. Cô gái này là ai vậy? Chị, từ từ thôi. Làm gì mà căng thẳng quá vậy? Tôi đoán nha, chị không phải là má ruột, chắc là má nuôi. Khoảng cách tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Tôi nói vậy không khiến chị bực mình chứ? Tôi biết là cô đang nghĩ gì, nhưng tôi nhắc lại cho cô một lần nữa, tôi là má của Hiếu Nghĩa, và đề nghị cô tránh xa con trai tôi ra. Tôi công nhận nha.
với nước đi rồi mình nói chuyện tiếp. Dạ. Quê khẩu đâu vậy? À dạ, tôi nghe giọng là không phải xì phố nha, chứ miền Tây phải không? Dạ, nhà con ở dưới Đồng Tháp. Ở miền Tây đó ông chủ. Hả? Ba má con làm nghề gì? Nhà có đông chị em không? Dạ, dạ, ba má con làm nghề nông, chủ yếu là trồng trọt. Nhà con cũng đông anh em, con là út nên được chiều chuộng lắm. Với lại con cũng là người duy nhất đang học ở Sài Gòn. Nhìn con, chú cũng thấy được gia đình chăm sóc rất là tốt. Con ở ký túc xá của trường à? Dạ không, con đang ở nhà trọ. Nghĩa nè. Dạ. Chú sẽ ráng hết bệnh về nhà, rồi con dọn tới ở với chú nghe, khỏi mất công tốn tiền nhà trọ. Dạ, con xin lỗi, tại vì con ở nhà trọ quen rồi, với lại thỉnh thoảng ba má con còn lên thăm nữa. Hiếu Nghĩa nó nói đúng đó ông chủ. Bây giờ nó còn gia đình, bạn bè tới lui nữa, mà ở nhà ông chủ vậy thì phiền lắm, bất tiện lắm. Ông chủ đang bệnh mà ông chủ. Nghĩa nè, chú cháu mình ra ngoài cho nó thoáng ha. Dạ chú. Thiện nè, đi lấy xe đi. Để con Để con đợi chú. Có sao không chú? Cứ nằm hoài không hoạt động gì hết, ở chút là tê hết cái chân vậy đó. Thiệt tình. Lạ lắm hả? Cái này người ta gọi là vết chàm, độc chất vô vị à nha. Dạ. Cái vết này quê con có một người cũng có cái vết như vậy. Có bà con gì không? Dạ có. Nhưng người đó mất rồi. Để con đỡ chú. Ê nè, để tôi. Từ từ ông chủ. Ông chủ cẩn thận nha ông chủ. Ông chủ mà có chuyện gì là con buồn lắm luôn á. Nghĩa dạ. Nghĩa nè, bây giờ cậu chăm sóc ông chủ giùm tôi luôn nha. Tôi có công chuyện chạy về nhà chút xíu. Dạ được anh. Nè ông bạn, cho hỏi ông chủ của ông bạn sắp về chưa? Hôm nay và vài tháng nữa vẫn chưa về. Ổng mới gọi cuối năm ổng mới về. Sao? Ông bạn nói thiệt hay nói xạo vậy? Tôi nói xạo với ông á, tôi được cái gì? Nói xạo thì không có, nhưng mà nói thiệt á thì hết như đây. Sao? Lời nói thay đổi không? Hay vẫn trước sau như một? Thật ra thì cuối năm hơi xa, nhưng mà hơn một tháng nữa thì mới chắc ăn. Ủa, mà sao ông gặp ông chủ tôi làm gì? Tới đây đòi nợ. Ông giỡn hoài vậy ông bạn. Ông có chắc không? Nếu ông không biết á thì tôi sẽ nói cho ông biết. Nè, ông chủ của tôi á là chủ hụi Chà Bá luôn, chuyên cho vay nặng lãi. Ổng xài không hết mà người ta thiếu nợ ổng cả đống luôn. Mắc mớ gì mà ổng thiếu nợ ông? Ổng xử ông bây giờ đó. Món nợ này á, nó nợ từ lâu rồi. Tao mới ra tù, tao rảnh, tao tới lấy. Ông nói thiệt hả? Kỳ lạ vậy ta. Cái chuyện này không tin cũng phải tin nữa nha. Nè, ông bà coi chừng ổng cho tôi. Hả? Khi mà thằng Tường nó về á, bảo tôi biết một tiếng. Nếu mà đòi được nợ á, tôi sẽ cho ông bà một ít. Yên tâm đi nha, tôi hứa là tôi sẽ làm. Yên tâm đi nha, ổng về tôi sẽ báo cho ông biết. Đúng 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 là Lộc. Lộc tới với mình.
Em nhìn xem, khu vực này rất là an toàn. Dạ. Xe hơi của cô có thể đậu ngay ở đây. Chợ thì hơi xa, nhưng mà siêu thị thì ở gần ngay đó đó. Dạ không sao, tôi đồng ý thuê cái nhà này. Chắc chiều á là tôi cho đem đồ tới luôn. Sao cũng được, cô dọn khi nào cũng được hết á. Nhà này á, tôi tính để cho cậu con trai đi du học trở về, nhưng nó lại nói ở lại làm thêm nghiên cứu sinh thêm 2 năm. Nhưng tôi cũng hơi kỹ tính khi chọn lựa người. Nhà của bà Phương nhìn có người thuê được kìa. Ưng liền. Ờ, thì nhà bà cũng kêu bán lâu rồi mà. Con nghe nè má. Nè, con chuẩn bị mọi thứ hết đi nha. Nửa tiếng nữa là có công ty dọn nhà qua rồi thu dọn đồ đi qua nhà mới. Dọn nhà hả má? Dọn đi đâu vậy má? Cái chỗ con ở hiện tại bây giờ á, Hồng Duyên nó biết, mà má thì không có thích. Cho nên á, má đã thuê chỗ mới cho con rồi. Dạ con biết rồi. Bây giờ á, má tới trung tâm làm ít giấy tờ rồi má về liền. Vậy nha. Dạ con chào má. Dọn đi đâu vậy ta? Không có Thư, nghĩa là hắn ta hoặc biết mình không tin những hình ảnh này, hoặc hắn sẽ giở trò tiếp theo gì đây. Nhưng dù đó là trò gì thì mình cũng không sợ đâu. Dạ, tôi biết rồi. Dạ. Ừ. Cô ấy đi đâu mà trông có vẻ gấp gáp vậy? Sắp tới rồi nè. Dạ.
đây hả má? Tới rồi này con. Con ở đây hả má? Ừ. Wow, nhà lớn quá. Như vậy làm sao con ở hết hả má? Ừ, má muốn để cho con ở thoải mái đó. Mấy anh, đem đồ cho em nha. Rồi, tới liền. Nếu là sinh viên của cô ấy hay là người quen thân cũng vậy, tại sao mà ôm nhau chặt cứng như vậy chứ? Rồi còn lấy khăn giấy lau mặt cho nhau tình tứ nữa. Alo. Uyên Vi hả con? Có gì không? Dạ con nè. Ủa mà ba ăn gì chưa? Con tính đó là mời ba với má đi ăn, nhưng mà điện thoại thì má bận rồi. Còn ba? Con gái ba gọi thì lúc nào mà ba chẳng rảnh. Nhưng mà còn má của con thì sao? Con cũng không biết nữa. Chị thấy má nói là má đang bận việc ở trung tâm. Vậy ba muốn ăn gì? À, món gì cũng được con à. Vậy mình ăn cơm Bắc nha ba. Nhà hàng Hương Bắc mà nhà mình vẫn thường hay tới ăn đó. Con hẹn gặp ba trong 15 phút nữa nha. Con chào ba. Chào con. Rõ ràng là cô hẹn đi làm việc riêng ở ngoài, vậy mà dám nói với con là bận việc. Cô càng ngày cô càng biết nói dối đó Lan Trinh à. Hai má à, con mời hai má đến nhà mới của con. Con đã gây chuyện khiến má Trinh phải phiền lòng, vậy nên con mới chuyển tới nhà này. Thưa hai má, con hứa là con sẽ không giao thiệp với người xấu nữa. Xin hai má hãy làm chứng cho con nha. Rồi. Chúc anh chị ngon miệng. À, được rồi, cảm ơn em. Ăn đi em. Đồ ăn này cũng ngon lắm á. Rồi, con mời ba. Cảm ơn con. Vi à, chuyện học hành của con thế nào rồi? Có thích không? Sao ba lại hỏi con như vậy? Đương nhiên là con thích thì con mới chọn ngành này chứ. Giữa cái chuyện thích và thực tế thì nó khác nhau hoàn toàn mà. Con biết, nhưng mà cũng không có phải tới mức là mình phải chuyển ngành. Nếu mà con không thích học ngành của má con á, thì con có thể học ngành của ba, chậm một chút xíu, nhưng mà ba có thể lo được. Bây giờ con mới biết ba của con là một người có quyền lực đó nha. Nhưng mà ba yên tâm đi, con có thể tự lo được mà. Con ăn đi. Dạ. Nè. Dạ, đây. Vi nè. Dạ. Dạo gần đây con có thấy là má con có điều gì bất thường hay là bí mật không? Con cũng không biết nữa, nhưng mà con thấy má cũng bình thường mà. Ba là người gần má nhiều hơn con, đáng lý ra bà phải hiểu chứ. Biết là vậy, nhưng mà con là con gái, là phụ nữ với nhau thì sẽ có cái nhìn khác hơn ba mà. Vậy là má làm điều gì khiến cho ba ghen nên ba mới hỏi câu này đúng không? Hôm nay con thấy ba không có giống người bình thường tí nào hết đó nha. Nói bậy bạ không hả? Ba không có ghen, ba chỉ quan tâm thôi. Tại gần đây á, ba thấy má con cứ lơ ngơ suy nghĩ cái chuyện không đâu á, rồi về nhà thì lại nói chuyện điện thoại liên tục, ba thấy lo thôi. Ba nè, chắc là do công việc tư vấn của má hơi căng thẳng và phức tạp khiến má phải suy nghĩ và nói chuyện điện thoại với nhiều người. Bình thường thì má cũng hay cáu gắt, nhưng mà nói chung là con thấy má cũng bình thường mà, đâu gì đâu. Nhưng mà cách quan tâm của ba dành cho má làm cho con cảm động lắm đó. Không biết sau này con có một người chồng giống như vậy không ta? Ăn đi. Mà nè. Dạ. Chuyện con với cậu Khánh Sơn sao rồi? Con đó không thèm nghĩ tới, ba nhắc làm gì không biết nữa. Ba biết, nhưng mà cậu ấy đã nhận lỗi là đã cho con uống bia rồi.
ba thấy cậu ấy cũng được mà. Con không thích mà cũng không có cảm giác gì hết, mà ngược lại hoàn toàn cảm thấy khó chịu. Ba có biết á, là trong lớp của con nói anh ta là cái đuôi đi theo con không? Bộ có một người con trai như vậy làm con rể của ba, ba cảm thấy xứng đáng lắm hả? Vậy tiêu chuẩn đi làm con rể của ba sẽ như thế nào đây ta? Con không biết, nhưng mà nói chung cũng không phải là một người bỡ đỡ như anh ta. À, vậy còn anh chàng hot boy thì sao? Cái gì vậy ba? Tự nhiên ba lại nhắc tới hot boy. Con với cậu ta có liên quan gì với nhau đâu? Ba thấy cậu ta cá tính cũng mạnh đó chứ, nói chuyện một lần cũng rất là ấn tượng đó. Nhưng mà con không có nghĩ gì hết. Ba thiệt là, biết vậy con không có mời ba đi ăn cơm đâu. Gì đâu mà giống như tra tấn con vậy. Thì cha con lâu lâu đi ra ngoài ăn với nhau cũng vui mà. Mà nè. Dạ. Chuyện ba nói với con đừng nói lại cho má con biết nha. Con biết rồi, nhưng mà ba quan tâm chăm sóc cho người mà mình yêu thương thì có gì đâu mà phải bí mật. Nhưng mà ba chỉ muốn đây là những suy nghĩ trao đổi với ba con của mình thôi, vì con là đồng minh của ba mà. Nếu mà là đồng minh thì ba phải kéo thêm một đồng minh nữa, đó chính là ông cậu. Ông cậu nhà mình cái gì cũng biết hết trơn á. Ba ăn đi. Chị hai, em thấy dạo này chị hơi kỳ kỳ với nghe. Nhất là chị khi chị hai nghe điện thoại, nghe có vẻ gì đâu mà giống như là hơi bí mật, bí hiểm sao á. Tính thăm dò tôi nữa phải không? Không có. Em hỏi để em biết, để em làm cố vấn cho chị. Thăm dò cái gì? Chắc chắn là người đó là quan trọng đối với chị hai rồi đó. Mà hai người gặp nhau bộ nói chưa hết chuyện làm sao mà nhắn tin hoài. Tôi nói rồi, miễn bình luận mấy cái chuyện này của tôi, nghe chưa? Có điện thoại kìa, để em nghe em cho. Biết ngay là người bí mật cậu tới mà. Trời ơi, sao tôi hại nở với chị hai tôi quá vậy ta? Cái người nào mà có sức quyến rũ đến nỗi mà chị hai mình bỏ rơi cả em trai mình vậy ta? Ngoại, ngoại đang làm gì vậy ngoại? Ngoại đang ăn cơm. Con đang ngồi với má Lan Trinh. Mà bà ngoại nè, con chúc ngoại ăn cơm ngon miệng nha. Sắp tới má Trinh nói là má Trinh sẽ đưa ngoại đến gặp con đó. Vậy hả con? Ngoại mong con lắm á. Dạ. Lâu lắm rồi hai bà cháu mình chưa được gặp nhau. Sau cái lần mà má Hai Lành con mất đó. Dạ. Ngày nào mà gặp má Lăng Trinh, ngoại cũng hỏi thăm con hết á. Con cũng biết là ngoại nhớ con, nhưng má Lăng Trinh nói bà cháu mình sẽ sớm gặp nhau thôi mà ngoại. Ngoại đừng có buồn nha. Đi đây cho má. Má Lăng Trinh muốn nói chuyện với ngoại nè. Alo, má hả? Má chuẩn bị đi nha, con qua nhà con đón má, để qua thăm cháu Hiếu Nghĩa. Ủa, thiệt hả? Rồi, mà mừng quá, đây chuẩn bị nghe. Má nè, khéo đừng có cho cậu biết đó. Trời ơi, lát tôi với ông gặp rồi mà, nói chi nhiều vậy? Vậy ha. Ôi ơi, bà đặt lớn tiếng để cho biết là mình đi chơi với người yêu nó ta. Ăn cơm đi chị. Ăn hết luôn phần của chị đi em. Chút nữa chị đi ăn với người khác rồi. Sao bà trai mình càng ngày càng khó hiểu vậy ta? Hiếu Nghĩa nè. Dạ. Bây giờ má về mà đón ngoại, con ở nhà chuẩn bị đi nha. Con cảm ơn má. Cảm ơn gì chứ. Ở nhà ăn trái cây đi, rồi lo mà dọn dẹp. Má đón ngoại qua liền đó. Dạ. Má. Má đi cẩn thận nha. Rồi má biết rồi. Ừ.
Tội nghiệp thằng bé, sắp gặp nó rồi. Thương quá đi. Trời ơi, tình cảm người ta dành cho, người ta trao hết cho mà không nhận, biết sao giờ không biết nữa à. Chị hai, trong cái gia đình này còn thằng em trai của chị hai, chị nỡ lòng nào cho nó gặm hả chị hai? Lảm nhảm cái gì đó. Vô đây. Đi vô đây. Cái gì? Giờ lảm nhảm gì nói tôi nghe coi. Ủa? Chị định đem những thứ này đi tặng cho người tình bí mật của chị đúng không? Trời ơi, thiệt là muốn ký đậu hết sức luôn á. Đi làm từ thiện với con Lan Trinh đây nè. Tôi thấy cậu vợ mà tôi nói giỡn, cho chừa cái tật chuyện gì cũng muốn biết hết à. Ngồi xuống đây. Ủa, bộ con Lan Trinh nó về, nó đón chị hai đi liền hả? Ừ, nó cũng sắp về rồi đó. Dạ. Em thấy cái chuyện này nó hơi ngù ngộ nha. Em thấy mỗi lần mà chị đi làm từ thiện á, là hình như có chuẩn bị kế hoạch sẵn làm sao á. Cái này là em thấy kỳ kỳ lắm đó nha. Kỳ cái đầu cậu á, chứ kỳ cái gì. Hay dữ á, nghe tôi dặn nè. Dạ. Chiều nay tôi đi, nếu mà tôi chưa về kịp á, thì nấu nồi chè hạt sen với đường phèn. Con Yên Vi nó thích ăn chè hạt sen với đường phèn. Mà nhớ á, hạt sen phải nhừ rồi mới bỏ đường vô, nhớ chưa? Em nhớ rồi, em nghe rồi. Mà em nhớ kỹ nhất á, là cái món này em chỉ chị nấu thì phải. Trời, bây giờ muốn thay đổi, muốn góp ý gì thì nói đại đi. Chị hai, em có một ước muốn nho nhỏ, không biết là chị hai có chiều theo ý của thằng em trai của chị hay không? Em trai dễ thương của chị, em có thể nói thành ước mơ lớn luôn đi em. Nhỏ nhỏ làm gì? Mày xạo không à? Mày là mày đi theo dõi tao chứ làm được chuyện gì hả? Trời đất ơi, em có cảm giác là chị hai muốn đi guốc cho bụng em luôn á. Em mới có suy nghĩ thôi mà chị hai đã biết hết rồi. Công nhận chị hai ghê thiệt chứ. Không đi guốc cũng không được. Nè, ở nhà nấu chè, xong rồi nấu cơm luôn cho tôi luôn. Mày đặt theo dõi chợ đó từ thiện với từ thiện gì? Mày biết thiệt rồi. À. Alo? Rồi xong rồi, xuống liền. Nãy giờ có con kỳ đà nó lảng vảng đây hoài nè. Nghe chưa, tôi đi đó. Dạ. Lo mà nấu cơm, lo mà nấu chè, về không xong là chết với tôi đó. Chị yên tâm đi, em sẽ hoàn thành nhiệm vụ của chị giao. Giỏi quá đi. Buồn dễ sợ. Mới quần quật cả ngày, tưởng đâu rảnh được một chút, bây giờ có việc làm nữa rồi. Sao cuộc đời mình khổ giống như con tắm vậy ta? Má, cậu ba không nghi ngờ gì hả má? Ông cậu muốn đi theo, nhưng mà con yên tâm đi, đâu có dễ gì mà má đồng ý. Hiếu Nghĩa nó ở đâu vậy? Con đã thuê cho nó chỗ mới rồi má. Con cũng vừa chuyển nhà cho nó luôn đó. Sao chuyển vậy? À rồi, chơi bời đàn đúng, không chịu lo học hành gì hết phải không? Không phải, có cô gái kia theo nó mà lớn hơn tuổi nó, con thấy không ổn cho nên con chuyển chỗ cho nó. Cũng may là con biết sớm á, con ngăn chặn kịp thời chứ không là không biết như thế nào nữa. Ôi trời ơi, dữ vậy đó hả? Trời đất ơi, có khi nào lịch sử lại lặp lại không ta? Sao má lại nói vậy má? Thì hồi đó đó, thằng Đinh Thái con thấy không, nó cũng vì gái mà suýt nữa là tan nhà nát cửa hết. Trời ơi, giờ không lẽ thằng này lại giống cha nó? Mà cái gen nó còn trội hơn nữa trời. Má à, chuyện như vậy mà má cũng nói được. Hiếu Nghĩa với anh Thái hai chuyện khác nhau, đâu có liên quan gì tới nhau đâu. Không có khác nhau chút nào, giống hệt luôn. Hai cha con nó toàn là khổ vì gái không à. À Trinh à. Dạ. Nói chuyện này á rồi má mới nhớ nha. Bây giờ má nói cho con nghe chuyện này, rồi con suy nghĩ lại coi sao. Dạ. Hình như là
chồng con nó nghi ngờ con có bồ á. Sao anh lại nghi ngờ con? Mà có khi nào nó hỏi con cái vụ này không? Má nghe ảnh nói hay là ai nói? Má mới vừa định đi ra thì tự nhiên má nghe nó la lên nào là: trời ơi, vợ tôi không thể như vậy được, không thể nào mà vợ tôi phản bội tôi được. Trời ơi, đầu óc má nó lùng bùng hết trơn, rồi má còn không có nghe được gì hết trơn á. Má cũng hơi sợ sợ. Má nghĩ là nếu như con muốn biết rõ hơn á thì con phải hỏi thẳng chồng con đi. Con chẳng thấy ảnh có biểu hiện gì nghi ngờ con ngoại tình, sao tự nhiên con hỏi ảnh được? Má, má, con thấy chuyện này kỳ lạ lắm nha. Đêm qua anh lại nhắc tới nhà của anh. Ôi trời đất ơi, có chuyện đó nữa hả? Có khi nào chồng con biết hết tất cả mọi chuyện rồi không? Không có. Cô quanh mất ảnh còn không biết nữa. Anh nói con á, nếu con có gặp cô ấy á, thì tránh xa cô ấy ra. Con nghĩ là chắc có việc gì liên quan, cho nên anh mới nói con như vậy. Nhưng mà con hỏi ảnh thì ảnh lại không nói. Tội nghiệp con nhỏ, sanh con ra chưa được nhìn mặt con là lại mất rồi. Bây giờ đã nằm sâu dưới ba tấc đất mà cũng phải chịu mang tiếng quan khiên vậy đó. Cái chuyện này á, con sẽ tìm hiểu cho rõ. Nhưng mà má đừng có nói với anh Thái hết. Với lại má nhớ canh chừng ông cậu giùm con nha. Ông cậu á là người hay nghi ngờ nhất á. Với lại hay nói chuyện nhiều với Uyên Vi nữa, con cũng lo lắm. Con bé giờ nó còn nhỏ, con không muốn nó biết chuyện gì hết. Nó sẽ ảnh hưởng tới chuyện học hành đó nha má. Con dặn má rồi đó. Con cũng vậy đó. Con sớm đi làm xét nghiệm đi. Thật ra thì cũng chỉ là để thử cho biết thôi mà. Có ai lấy mất con của con đâu mà con lo. Dạ con biết rồi, cái chuyện đó tính sao đi má. Sắp tới nơi rồi, má đừng có nói gì nữa. Con chào ngoại. Ngoại. Ôi. Ôi trời đất. Ngoại. Ôi, con ơi. Ôi. Trời ơi. Sao bà lớn nè, rồi bánh tỏn nè, rồi đẹp trai. Trời ơi. Trời ơi. Dạ. Con ơi. Con sao? Cái bớt hào quang ở chân con nó sao rồi? Dạ nó vẫn còn ngoại à. Nó còn lớn thôi con nữa. Con nhớ mỗi lần ngoại hôn lên đó làm con nhận muốn chết luôn. Bây giờ con mới được gặp ngoại nè. Ừ sao? Rồi còn cử gà cử vịt cử heo không hả? Dạ thì con vẫn như vậy mà. Chỉ có ngoại là chẳng khác xưa là mấy. Chưa có già chút nào. Ngoại trẻ lâu như má của con vậy đó. Không phải đâu, tại nay là biết đi gặp con cho nên ngoại nhuộm tóc ngoại rồi đây nè. Thôi đi vào nhà đi. Cái miệng cứ leo lẻo à. Đi má. Vô dùng nhà. Dạ. Nhà oanh hai lành, hai người sống khôn thác thiên, phù hộ cho thằng Hiếu Nghĩa học hành nên người. Nó bây giờ giống như trái còn xanh, hai người ráng nhắc nhở nó kịp thời. Cái thân già này sẽ ráng làm hết sức có thể. Các con cứ yên tâm mà an nghỉ, không cần phải lo nghĩ nhiều. Hãy cứ tập trung lo lắng theo dõi cho Hiếu Nghĩa là được. Ngoại của con là như vậy đó, giống như là hai má của con còn sống mà nghe được vậy.
Cũng được á, nhưng mà có điều hơi xa. Dạ. Tuy có hơi xa nhưng mà điều kiện tốt lắm á. Sẵn hôm nay có má, con muốn nói chuyện này với hai bà cháu luôn. Những chuyện con muốn nói thì con đã nói rồi. Thì hai bà cháu đã có số điện thoại của nhau, lúc nào cần thì gọi cho nhau. Nhưng mà phải hết sức hạn chế nha má, không được để lộ ra ngoài. Nếu như chuyện này mà mọi người biết được thì phức tạp lắm đó má. Thỉnh thoảng chúng ta cứ gặp nhau như vậy cho nó tiện. Con khuyên má không nên đến thăm Hiếu Nghĩa mà không có con. Năm dài chờ được, tháng ngắn không là bao. Vì hiện nay tất cả là vì học hành của Hiếu Nghĩa. Còn con nữa, con ráng đi. Những gì má đã hứa, má sẽ thực hiện đầy đủ khi con tốt nghiệp. Nghe con. Dạ. Nhớ nghe má. Đi nhanh đi. Thiệt tình. Ngoại ơi, lần sau má với ngoại đến thăm con nữa nha ngoại. Nha ngoại. Má à, bữa khác là con chở má ghé thăm cháu tiếp. Thiệt tình ngoại không muốn đi về. Con coi giờ bỏ nó ở đây mình rồi ai chăm sóc cho nó. Ngoại ơi, má con nói đúng đó. Để lần khác má con đưa ngoại tới thăm con nhiều hơn nha. Ngoại không có nỡ rời xa con. Để con mình vậy, ráng chăm sóc tốt bản thân nha. Dạ. Một ngày phải ăn ba bữa đầy đủ, rồi nhớ uống sữa nghe. Khăn, nón, đồ bà ngoại đang cho con á, nhớ là hễ trời lạnh lấy ra đội nghe chưa. Dạ. Nghe không? Con nhớ rồi ngoại. Má ơi, vài hôm nữa rồi sẽ gặp cháu, má cứ làm như là không có được nói bậy. Dặn vậy là không có thừa đâu, nghe chưa. Thôi ngoại về nghe. Dạ. Để ngoại kho tiếp thêm nồi cá rồi đem lại cho con nha. Ngoại ơi, thôi từ từ cũng được ngoại. Nồi cá kho của ngoại con còn để trong tủ lạnh kìa. Biết rồi. Rồi rồi, không có kho cá kho nữa. Ngoại. Hiểu rồi. Ngoại. Tôi biết rồi. Cá kho vẫn còn. Khoan. Để ngoại nấu chè khoai. Nha. Dạ. Ngoại nấu chè khoai đem lại cho con ăn ha. Dạ ngoại. Nè, nhớ dọn dẹp sạch sẽ rồi học bài nghe. Có gì thì gọi cho má với ngoại nghe. Dạ con biết rồi má. Con chào má. Con chào ngoại. Gần một năm không gặp, nhìn thấy Nghĩa nó chững chạc, nam tính. Nó càng lớn nó càng giống. Má, lại nữa rồi. Má thấy tự nhiên có nhiều chuyện đưa tới.
Mà giống như là duyên phận con Nhã Oanh nó sắp đặt vậy. Trời ơi, cái đất Sài Gòn nó rộng như vậy mà qua chuyện này má thấy nó hẹp té à. Má cẩn thận lời ăn tiếng nói đó. Dự kính cho tới ngày con nó học hết đại học. Có 4 năm thôi mà má. Nhanh lắm. Biết rồi, nhắc hoài à. Sao đứng nhìn tao? Có gì mới không? Ông chủ, có cái người tên chú Út á tới tìm ông chủ. Nó tới tìm tao nữa hả? Mày có biết nó tới tìm tao có chuyện gì không? Nó nói nó tới để đòi nợ á. Cái gì? Đòi nợ hả? Dạ. Tao nhớ tao không có quen thằng nào tên là chú Út hết đó. Chắc là nó nhầm người thôi. Lần sau nó có tới tìm nữa thì mày cứ nói là tao đi nước ngoài rồi, cho nó khỏi tới nữa nghe chưa? Dạ, con biết rồi ông chủ. Ông chủ, con thấy hình như là cậu Hiếu Nghĩa đến chơi với ông chủ á. Con thấy ông chủ vui quá trời vui luôn. Con á, con thấy ông chủ cứ nhìn cậu ta hoài à, giống như là thân thích trong gia đình vậy đó. Dạ mà tao được như vậy. Rốt cuộc người ở lại với tao cho tới khi chết chỉ có một mình mày thôi. Ông chủ. Ừ. Bao nhiêu năm nay á, con ở bên ông chủ. Lần đầu tiên nghe ông chủ nói câu nói này với con á, con cảm động dữ lắm luôn á. Con tưởng đâu là ông chủ mê đắm đuối cậu Hiếu Nghĩa rồi quên con luôn á. Thằng Hiếu Nghĩa thì tao rất có cảm tình với nó, nhưng với mày là chuyện ân tình. Tao không quên công sức của mày đã chăm sóc cho tao đâu. Mày yên tâm đi. Qua đi ngày tháng cũ những buồn đau, trao nhau từng lời nói thiết tha tình yêu. Từng ngày bên nhau tìm về với phút giây dịu. Bye.